ở thị trường giáo dục dành cho độ tuổi trẻ em, là độ tuổi dưới 6 tuổi hoặc là độ tuổi dưới 15 tuổi rất là sôi động, có rất là nhiều các khóa, ngoại khóa khác nhau để bổ sung kỹ năng cho các bé. Thì trung tâm của Thảo mở ra với một cái kỹ năng rất là khác so với là những trung tâm khác, đó chính là Thảo đặt một cái tên gọi cho khóa học đó là Speak Like a Pro, là nói như một chuyên gia. Thì khóa học này có điểm gì đặc biệt so với các khóa học khác? Đó chính là Thảo thấy được cái vị thế của người nói là một điều rất là quan trọng trong cái việc nói trước công chúng. Để quý vị có thể hiểu được rõ hơn những cái bí quyết làm thế nào để có thể kích hoạt được tư duy ngôn ngữ cho bé từ sớm, thì sẽ được mời quý vị hãy cùng dành thời gian theo dõi chương trình livestream Mua Tận Gốc của Báo Phụ Nữ Việt Nam, được phát sóng vào lúc 11:30 thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019. Xin được mời quý vị hãy dành thời gian theo dõi nhé.